đi buổi sáng nè. Đi mà không, ý là do giờ trời đang rảnh nè. Chứ bình thường là nhiều khi là không có rảnh á. Hai giờ là học sở phá biển của trường luôn đó mà. Ừ. 2 giờ là học rồi ha. Điện cô là cô nhà em mất mạng. Thôi đào xem nè, lắng nghe rồi rồi. Y luôn gương mặt đây đó, chính là cái thái độ đó. Làm ghê đó. Đau à? Ông bà đi ghê đi. Trâu cái cục mụn. Chết mẹ không từ rồi không, chỗ này không có nhột, nên cái cầm thôi mà nhột hay không bây giờ em chứ.
mày có đi làm tao tới cửa đi. Một nến to dữ sợ. Dạy sao rùng luôn á. Đâu gần xong. Từ kinh đó trời. À đến giờ chưa kịp bình tĩnh ở chỗ này không, chỗ này chắc không.